Còn chiếc xe mà. Ôi, cái gì vậy? Còn chiếc xe 450 tầm lại à. Rồi cái xe. Xe đi. Lâu quá. Xe của Lục Thiên Sơn. Ờ, tông hết ra, tông hết. Nát đi mẹ, nát tứ trong trứng nát ra các bạn ạ. Xíu được. Không được rồi, không được. Xíu được luôn xe lồng đi của mẹ. Ờ, đổ đổ canh xăng vô nè. Cho em thử phát nữa nè. Tông cái đầu á, tông cái đầu á, tông cái đầu á. Đừng tông. Thèm quá. Không, không lật lại luôn. Được rồi, không được. Cái xe tụi nó hư hết chưa? Đó, lật rồi.